mừng mọi người đã đến với video của tôi. Thì tôi xin giới thiệu mình, tôi là Đào Thị Hoài, sinh viên năm 2 của trường đại học EDX. Và hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video để giới thiệu về bản thân cũng như là để bán chính bản thân mình. Thì đầu tiên thì tôi tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc. Vậy nên khi làm việc thì tôi khá là tập trung, và khi ai đó làm ảnh hưởng gì đến tôi thì tôi sẽ rất là bức xúc. Và khi đó thì mọi người thường nghĩ tôi là khá là xấu tính. Và tiếp theo thì tôi là một người thích đọc sách. Vậy nên cái vốn từ vựng của tôi để có thể nói, để có thể giao tiếp cũng như là để viết mọi thứ mà tôi muốn rất là dễ dàng. Và tôi là một người thích thể thao, vậy nên tôi có đủ sức khỏe để có thể làm được mọi điều mình thích, chẳng hạn như đi leo núi, đi chơi hay là đi picnic, có thể đủ sức khỏe để có thể chơi đùa với mọi người. Và tôi là một người biết quan tâm đến người khác, và vì vậy tôi khá là được mọi người yêu quý. Và tôi là một người sống nội tâm, vậy nên mọi người khi nói chuyện với tôi thường thấy tôi khá là nhút nhát cũng như là ít nói, và mọi người thấy tôi khá là nhạt. Và mọi người thì đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng, và ở trên là một số ưu và nhược điểm của tôi mà tôi muốn giới thiệu. Và câu cuối cùng tôi muốn giới thiệu là chính là tôi quê ở Bắc Ninh, nơi có quan họ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của tôi.